Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá vàng được phát trên kênh Tiết Dư Khay. Bản tin chiều ngày hôm nay gồm những nội dung sau, mời bạn lắng nghe. Giá vàng bất ngờ hồi sinh, bắt đầu tăng sốc 1 triệu đồng một lượng. Sau khi lao dốc mạnh vào cuối phiên hôm qua thì đến sáng nay 29 tháng 9, giá vàng SJC tăng mạnh lên gần 56 triệu đồng một lượng. Liệu cơ hội chốt lời cho những nhà đầu tư mua vàng lúc giá cao nhất trong tháng 8 đã gần tới? Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn đồng loạt điều chỉnh tăng chiều mua thêm 550.000 đồng và chiều bán ra tăng 400.000 đồng một lượng. Niêm yết giá mua bán ở mức 55,2 đến 55,7 triệu đồng một lượng. Tương tự, các tiệm vàng thuộc hệ thống kinh doanh vàng Mi Hồng đồng loạt điều chỉnh giá tăng 500.000 đồng một lượng so với giá đóng cửa hôm qua. Niêm yết giá mua bán hiện ở mức 55,25 đến 55,8 triệu đồng một lượng. Tại Exim Bank, giá vàng SJC chốt phiên chiều qua ở mức 54,6 triệu đồng một lượng. Đến sáng nay, giá giao dịch vàng miếng tại ngân hàng này đã tăng lên 55,11 triệu đồng một lượng, tức tăng khoảng 800.000 đồng một lượng so với giá đóng cửa chiều qua. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay cũng đột tăng ngột tăng lên mức 1.887 USD so với vùng giá thấp nhất trong ngày hôm qua. Thì đến thời điểm hôm nay, giá vàng thế giới đã tăng tới 36 USD, tương đương tăng khoảng 1 triệu đồng một lượng. Quy đổi theo tỷ giá tại các ngân hàng, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 52,92 triệu đồng một lượng, vẫn thấp hơn so với giá vàng miếng SJC khoảng 2,8 triệu đồng một lượng. Từ sau những phiên tăng sốc và xô đổ mọi kỷ lục về giá vàng hồi đầu tháng 8, giá vàng thế giới đã liên tiếp giảm giá và đây được xem là phiên tăng giá khá mạnh kể từ khi thị trường vàng thế giới tái thiết lập mốc 2.000 USD vào ngày 18 tháng 8. Theo ông Dương Anh Vũ, chuyên gia tài chính, việc giá vàng điều chỉnh sau khi liên tiếp xô đổ các kỷ lục về giá là điều bình thường. Biểu đồ giá vàng giống như hình răng cưa, có phiên tăng tất nhiên sẽ phải có giảm. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là giá vàng thế giới không hề giảm sâu mà chỉ sình quanh đáy. Điều đó chứng tỏ giá vàng đã xác lập một mặt bằng giá mới để tạo đà vững chắc cho bước tăng giá trong dài hạn. Thực tế cho thấy giá vàng có xu hướng tăng dài hạn bởi căng thẳng trong quan hệ Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục leo thang. Mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ khiến quá trình hồi phục của nền kinh tế thế giới thời hậu đại dịch Covid chậm hơn. Đây là điều những yếu tố có lợi cho kim loại quý có cơ hội thăng hoa trong tương lai. Mời các bạn xem bản live trực tiếp giá vàng thế giới hôm nay, cập nhật lúc 5 giờ chiều ngày 29 tháng 9 năm 2020. Giá vàng đang tăng mạnh. Ok, xong rồi.